bây giờ xin mời quý khán giả sẽ đến với những tin tức showbiz nổi bật nhất trong ngày. Lộ bằng chứng Phùng Thiệu Phong vẫn còn nhớ thương Triệu Lệ Dĩnh. Chồng cũ Triệu Lệ Dĩnh, Phùng Thiệu Phong sắp sửa gia nhập đường đua màn ảnh. Sau hơn 2 năm cuộc hôn nhân đầy chóng vánh, giữa Phùng Thiệu Phong, Triệu Lệ Dĩnh vẫn rất được công chúng quan tâm và để ý tới. Vừa qua, Triệu Lệ Dĩnh bất ngờ bị đào tên hot shot có liên quan tới Phùng Thiệu Phong gây xôn xao khắp cõi mạng. Nguyên nhân bắt nguồn từ việc đoàn phim Chiếc Chiếc Phong Lưu do Phùng Thiệu Phong và Cảnh Điềm đóng chính phát hành loạt poster mới tạo hình nhân vật của chồng cũ Triệu Lệ Dĩnh, khiến cư dân mạng liên tưởng ngay tới Cố Đình Diệp do Phùng Thiệu Phong thủ vai trong Minh Lan Truyện. Cũng chính là bộ phim đã xe duyên cho nam diễn viên cùng Triệu Lệ Dĩnh. Theo thông báo từ phía nhà đài, Chiếc Chiếc Phong Lưu chính thức ra mắt khán giả từ ngày 19 tháng 8. Trên tension, bộ phim được kỳ vọng sẽ giúp Phùng Thiệu Phong lấy lại phong độ sau thời gian dài vắng bóng màn ảnh nhỏ. Hậu ly hôn, sự nghiệp của Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh có sự chênh lệch lớn, trong khi nữ diễn viên họ Triệu ngày một thành công cũng như nhận được đánh giá cao từ người trong giới, thì Phùng Thiệu Phong lại trái ngược hoàn toàn. Thậm chí trước đó còn có thông tin nói rằng nam diễn viên bị trầm cảm sau khi chia tay vợ cũ. Mẹ ruột Phùng Thiệu Phong vì không đành lòng nhìn con đau khổ như vậy nên đã ngỏ ý với Triệu Lệ Dĩnh mong hai người tái hợp, nhưng mỹ nhân sợ kiều chuyện từ chối. Cách đây không lâu, cảnh sát tin chung còn chụp được cảnh Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh đưa cậu con trai nhỏ đi dự liên hoan của bạn bè trong lớp. Bạn thân Triệu Lệ Dĩnh dù lịch trình dày đặc nhưng vẫn cố sắp xếp thời gian để đi chơi cùng con. Dù hai người khó có thể gương vợ lại lành nhưng luôn cố gắng dành cho nhấp tì nhà mình những điều tốt đẹp nhất. Bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những tin tiếp theo.